Xin chào các bạn, hiện tại thì đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato, chúng tôi đang trên đường đến xã Bình Lợi, Bình Chánh, Hồ Chí Minh để khảo sát thiết kế nhà cho anh Hậu. Sau đây xin mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà anh Hậu. Sau đây là hiện trạng khuôn viên đất của gia đình anh Hậu ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường trước khuôn viên đất của anh. Trước khuôn viên đất thì có một con sông. Sau này điện thì sẽ lấy xe trước nhà. Phía trước nhà. Nước thì hiện tại có đồng hồ nước máy ở phía trước nhà. Đây, phía sau gốc cây. Hiện trạng nhà cũ thì sau này sẽ phá dỡ xây nhà mới trên hiện trạng cũ. Đây hiện sinh và gia đình anh Hậu đang khảo sát qua live cam. Do vướng nhà cũ nhiều nên xin mời các bạn theo dõi thêm clip khảo sát qua live cam để hiểu rõ hơn. Đây là toàn bộ hiện trạng khuôn đất của nhà anh Hậu tại huyện Bình Chánh, tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Thì khuôn đất có bề rộng là 6m7 và chiều dài thì rất là dài, ra tận ra phía sau. Đây là tổng thể khuôn đất, đây là hiện trạng ngôi nhà cũ của gia đình anh. Khuôn đất dài thẳng ra phía sau. Vị trí xây nhà của gia đình dự tính thì sẽ xây dựng từ vị trí ở giữa ngôi nhà cũ này trở về sau. Thì hướng chính của ngôi nhà dự tính xây thì sẽ quay ra hướng 30 độ đông bắc. Ở đây thì sự trụ điện và nước máy thì đã có sẵn ở phía bên tay trái của khuôn đất. Nước thì toàn bộ nước sinh hoạt thì sau này sẽ thoát ra đi ra cống ở phía trước nhà. Bể phốt sẽ xây dựng ở phía sau cuối ngôi nhà và đi đường ống dọc theo ngôi nhà đưa thoát ra phía trước. Thì về hiện tại thì ngôi khuôn đất này thì đã có xây dựng một ngôi nhà cũ, và phương án sau này thì sẽ đập bỏ hoàn toàn ngôi nhà cũ này và xây một ngôi nhà mới trên vị trí đất này. Thì khuôn đất thì không được thẳng cho lắm, có bề rộng ở phía trước thì 6m7, thì dài tới 21,2m, thì phần này sẽ có một phần đua ra khoảng 0,7m, và bên này cũng tương tự 0,7m kéo dài ở phía sau. Thì vị trí xây nhà thì sẽ xây tại đây, có chiều rộng thì khoảng 4m rưỡi và chiều sâu là khoảng tầm 16m rưỡi, còn lại phần 2m2 này sẽ chừa lại và để làm một đường đi thẳng ra phía sau khuôn đất. Còn về công năng của ngôi nhà thì ngôi nhà anh thì sẽ xây một ngôi nhà 2 tầng mái thái. Thì công năng của tầng trệt thì sẽ gồm có một phòng khách, một phòng bếp, cộng ăn,
một phòng ngủ và một vệ sinh chung. Còn về như tầng 2 thì sẽ gồm có một phòng thờ. Thì phòng thờ này thì không cần quá lớn, diện tích khoảng tầm 9 đến 10 mét vuông thôi. Tiếp đến thì sẽ có 3 phòng ngủ và một vệ sinh chung cho cả khu vực tầng 2. Khu vực cầu thang đi lên thì sẽ có một khoảng trống làm một phòng sinh hoạt chung, và ở phía trước này thì sẽ có là một ban công sân thượng nhỏ ở phía trước của khu vực tầng 2. Thì ngoài ra thì đất ở tại khu vực của anh thì trên nền đất yếu, nên phương án móng thì theo như yêu cầu của chủ nhà thì sẽ là toàn bộ móng sẽ là ép cọc bê tông cốt thép. Thì đó là nhu cầu của anh gia đình anh Hậu tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.